Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi. Đời này thoát khỏi biển khổ được, lại có duyên với Phật, được sinh ra thế giới cực lạc của A-di-đà. Dạ. Đây là những con tôm tích, những con cá, những con tép, đầy đủ tất cả mọi thứ, những con nhút nhát đều bị dính vô trong cái lưới của anh này. Dạ, giải cứu nhanh. Trong tự nhiên như thế này mới... Trời ơi, nhiều thật đó nha. Đẹp quá nha. Ủa? Dạ. Cô Minh Huệ ơi, vậy là... Rau bún á. Anh Vịnh đây rau bún được, đúng không? Cái này cái bự. Đẹp nè. Rồi, xin phóng sanh hết số cá này cho cô Minh Huệ à. Hồi hướng công đức cho cô. Dạ. Rồi, khi cô đã có nhiều phước đức rồi thì cô có thể hồi hướng cho bất kỳ ai cô muốn. Dạ. Tiền bạc kiếm dễ, công đức kiếm khó. Bởi vì sao? Phước báo của mình tạo ra có khi mình lại tạo nghiệp. Chỉ có giải cứu động vật trong thiên nhiên đúng pháp như thế này mới có được phước báo chân thật. Rồi, mời em thả. Cảm ơn em. Cái gì sau lưng em vậy? Gì? Có gì đâu. Thằng này nó ngủ mà. Tính ra mấy con cá này bơi cũng đẹp quá ha. Chỗ này cá nhiều mà sao nó có cái nước nhớt gì ta. Cá nó sao nhiều nhớt dữ vậy ta. Còn cá chết không em? Từ từ. Nó kêu đó bụng sinh ăn rồi đó. Giọng đó là giọng rái cá sinh ăn cho anh mấy con cá chết. A Di Đà Phật. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Những Bồ Tát cá đã hy sinh thân mạng không thể cứu được, xin đừng oán hận mà trở thành thức ăn của rái cá. Vì nhiều dữ vậy em, mấy con ơi. Để rồi. Ủa sao nó đông đá được trong này hay vậy? Rái cá TT ơi. Ê, đừng bỏ chạy con. Sợ hả? Nó vẫn sợ em ơi.